Bảo Việt Nhân Thọ Cao Bằng vừa triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 với chủ đề Vững tâm bền chí, đồng lòng vươn xa. Năm 2022, Bảo Việt Nhân Thọ Cao Bằng đã nỗ lực khai thác tốt thị trường, đóng góp tích cực vào lĩnh vực bảo hiểm tài chính, tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Hiện nay, Bảo Việt Nhân Thọ kinh doanh các sản phẩm chủ yếu như An Khang Hạnh Phúc, An Vui Sống Khỏe, An Khoa Trạng Nguyên, An Phát Cát Tường, An Phát Trọn Đời. Với phương châm hoạt động, niềm tin vững chắc, cam kết vững bền, đơn vị đã chi trả quyền lợi bảo hiểm theo đúng hợp đồng cam kết. Doanh thu năm 2022 đạt 10,5 tỷ đồng, hoàn thành nộp ngân sách nhà nước năm 2022. Năm 2023, Bảo Việt Nhân Thọ Cao Bằng tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm đa dạng, tiện ích, có tính ưu việt cao, hướng đến bảo vệ tài sản cho người dân, quan tâm và giải quyết tốt quyền lợi cho khách hàng theo đúng quy định, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Xây dựng thị trường bảo hiểm trên địa bàn tỉnh phát triển đúng hướng, mở rộng quy mô và các loại hình đáp ứng yêu cầu của người dân. Với kết quả đạt được, đơn vị đã vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Nhân dịp này, Bảo Việt Nhân Thọ đã khai trương văn phòng khu vực tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Đây là văn phòng thứ hai đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm tại các địa bàn trong tỉnh. Tặng 20 suất học bổng trị giá 14 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.